Hello, hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiến hóa con Jiraiya manga lấy tiến hóa thành manga và một con nữa. Các bạn sẽ biết con đó là con gì. Giờ mình sẽ vô chơi game. Game này gọi là thế giới tinh linh. Gọi là hồi xưa gọi là Pocket đại chiến. Ok. Giờ bắt đầu mình vô chơi nha, server 366. Đấy. 366 nha, không nha, 366 welcome về lại thế giới tinh linh. Ok, let's go. Đấy, sẽ tiến hóa con rồng hồn Giratina và con Salibeye. Giờ hai con này là hồn không, sẽ dạng sao không tiến hóa con này đấy, gà đấy, à, không, là kêu của nó là Shadow Frost, rồi Shadow Brown, kêu này là nó tăng tất cả hệ hồn beta 100% uy lực kêu và cộng thêm đét và ram và thà lành hết ta tăng một cái sức quyết nào đó nó mà hiện thấy chiêu hồn chiêu rộng bắt đầu đấy, là sẽ để sau mình tăng tổng chất thêm nó là 503 thấy là ok không đây à, quên đi chuyên tăng nó là phải có cái kim cương BR mà phải có ship clip 14 với 16 phải không, cái còn 14 với 16 không nó bảo mình không có tiền không có nhu cầu nên là không được nên là hôm nay mình sẽ nạp thấy không kim cương BR 500 cả không sẽ chiếu hóa manga cho mấy bạn xem. Ok. Giờ mình sẽ nào. Nạp một clip. Nạp tiếp theo. Đấy, nạp 1000 vô đấy. Mobifone. Các bạn nạp thử nha. Các bạn nào mà muốn nạp gõ thử cho mấy bạn có vô không? Có nạp được không? Sẽ công bố cái số bạn xem số series là đợi 0598 41 00 0924 7 4 4 nha 4 7 5. Ok tiếp tục nha 9109 56999853. Đó, actually check được. Đó, nó nằm 1000 xu. À, mình mong mấy bạn quay là phải cái ngàn ta 10 cái là 5000 kim bảo. Có sắp xỉ là 5000 4.900 thôi. Mong mà nó cho mình thêm sạch 1.500 1.000 tiền bảo nữa thì mình mới thể chiến thắng nó được. Không. Dạ, phải nha. 1.000 thôi, 1.000 đủ rồi, 1.000. Đấy, rất may mắn không? Lại còn 500 thôi. Còn 5 lần quay. Ngàn tiền bảo, 1.000 tiền bảo nhé. Thấy không? Khá may mắn. Đấy. À, xong rồi. Quay hết luôn cái này đi. 2.000 năm. Nào. Không. Xui lại rồi. Hai ngàn năm, trời. Đi. Heo, baby, hay hơn không? 2k2. Trời ơi, 2k2. Mừng quá. Quá tiếp tục hai lần nữa cảm ơn no cũng được rồi 2k2 đó giờ 2k5 đi 2k5 cuối cùng 2k5 thôi cũng lời
4K rồi là 3K trên bộ. Ok. Giờ mình sẽ lấy event. Đây, trước con này mình đã có rồi. Đã có rồi. Và tiến hóa mega luôn, con khó luôn. Con này là cái này là phía sau tiến hóa cấp cho nó và tiến hóa thành mega luôn. Đấy, con này là khá bá đấy. Ấy, luôn. Rồi mình sẽ tiến hóa mega con này trước. Ok, theo từ từ hóa ra. Nhân vật chính chúng ta hôm nay là con tình quan ha. Ấy, Giratina. Ok, cuối cùng mình sẽ test chiêu cho mấy bạn xem. Đây là cuối cùng mà mình sử dụng nó. Đấy, tạm biệt anh em. Xong sẽ test kêu cho anh em xem. Quá, wow. Thôi, đấy. Đấy. Nhắm lực tấn công hoàn toàn, ở khắc tạo sát thương, lực, ok. Nó quá mạnh luôn. Đấy. Rồi mình sẽ tiến hóa nó luôn. Ý chưa mà còn 3 kiểu mình chưa sử dụng kiểu ta. Đúng kiểu chưa sử dụng. Đấy. Còn 3 kiểu mình chưa sử dụng, mình sẽ sử dụng cho 3 kiểu cái này. Hồi nãy kêu mình sử dụng kiểu này rồi. Chiều rồng, móng rồng. Sao bắt rồi? Gì vậy? Thấy bà ơi, đóng băng rồi. Chiều hồn đi. What the hell? Thôi chưa đất đi, nhậm đi. Ba phát. Thôi này chết rồi. Đấy, chiêu cuối cùng nè. Đấy, chiêu hồn. Em vẫn. Không. Tại sao nó phôi hóa thì nó bay. Em lộng đứt thôi. Như là thần chữ. Đấy. Rồi, xem lại chiêu tuyệt kỹ của nó. Sẽ up lên. Đấy. Em tôi không có miếng nào, không mất miếng nào mà. Rồi, để tiết kiệm thời gian. Đó, xong. Rồi, giờ mình sẽ tiến hóa mega cho nó. Mong các bạn hãy like và like hoặc subscribe mình nha, để có mình để mình có động lực để làm cái gì đấy, sẽ mua quà đấy, lại là giúp Giratina tiến hóa lên mức không ngờ. Ok, mua hết luôn cái này là tiếp mấy tiếp 14-15 mới mua được. Ra móc tiền bảo. Tạm biệt anh em. Tạm biệt con Giratina này chứ. Bye bye nha. See you. Ấp thêm cái rồi. Tạm biệt. Mình sẽ tiến hóa đây. 1, 2, 3. Xin chào tất cả các bạn, 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 xin chào tất
我找亚马逊的啊，亚马逊呗。哦 ，perfect。rồi tiếp theo để tiến hóa con ít con này cho ra con đâu ta thôi con này cái bình thường yếu hơn kia nhiều không con của mình đã chơi tại sao mình nâng cấp mega nó tại vì nó là hệ hồn con Chitana nó hỗ trợ rất nhiều không kêu hệ hồn tâm hỗn loạn ok mình sẽ tiến hóa luôn không trước khi tiến hóa mình sẽ test kêu cho các bạn xem xem tí giây nữa đấy đây là cái việc đâu giờ mình sẽ test đi con Chitana bây giờ này luôn đâu mà quên tỉnh nhanh quá cào một cái cậu ấy bay vô đẹp không wow chưa chiêu nhiều quên chiêu này nha. Ôi đẹp hồi hóa trời chiều này nhá chiều Sakura à. Quá đẹp nói chiều cuối cùng là chiều này từ quất cái này cho nó coi bước lên nó tăng đẹp tăng rồi rồi còn còn chút xíu máu để ăn ui quá đẹp phải không bạn mấy bạn rồi tiếp theo mình sẽ tiến hóa con đó đấy để tiên phong con này cho mấy bạn xem à con này cũng bình thường thôi thể chất bình thường không không quá ok rồi để tiên hóa nói nha 1 2 3 chu chả khác giờ này thêm mấy cái gì ngọc ở trên thôi đợi gì ngọc màu trắng màu hồng thôi thấy không đấy không bí truyền à sẽ cho con học bí truyền cho nó học ship cái này mình nó không có rành chơi cho vui thôi ok đây mình trên quân ta đây bị chuyện thì bình thường thôi đây. Mong là có ép chồng ép cái gì ta cho nó học con này chuyên gì rip để cho học nó rip nhá đây
sợ gì. Nhưng che không sợ mưa rơi. Yes. Yeah. Đã trùng được. Này, đi làm vô. Vừa con này. Quá hay, quá ghê, quá ghê. Lại bao bạn không? Đó. Tổng 200k con bố đấy. Đùa. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mong các bạn có một ngày vui vẻ và tốt đẹp. Video sau á mình sẽ tiến hóa con gì ta? Này. Cho mấy bạn xem. Thì nếu có và mình sẽ test hai con chim. Nếu bắt được con chim tăng luôn á, mình sẽ làm một cái video cho mấy bạn xem luôn. Ba con chim lửa, chim điện luôn. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video mình. Chúc các bạn một ngày tốt đẹp, tốt đẹp. Và đừng quên các bạn subscribe nhé. Cái hay hãy like giùm mình một phát. Bye bye. See you again. Bye-bye. Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.